Giáo chủ điều ngự bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật tác đại chứng minh. Thứ nhất biện hương phi sắc phi không thị chân thị giác. Linh linh bất muội liễu liễu thường minh siêu hồ nhật nguyệt chi quang hàm đắng thấy hư chi lượng. Phong chi thất cài là pháp giới thâu chi thất tế nhập vi trọng. Đường kim đệ tử chúng đắng nguyện thứ chân hương cúng dường. Thập phương thường trụ tam báo. Tiền cúng ta bà giáo chủ tịnh độ năng nhân. Thứ cúng chư vị thánh liệt ban triết chúng. Thừa thứ chân hương quan giáng đạo tràng chứng minh công đức. Từ thờ ở kiềm tới thơ kỷ hậu niên nhị nguyệt thập nhất nhật. Thanh nguyên tịnh thoát đại đức Thích Quảng An hiệp toàn thế thiện nam tín nữ nam nữ đại tiểu đấng. Kiên đàn phụng Phật tu hương thiết lập đàn tràng. Phụng thí vô giá can lộ pháp vị bạc tế âm linh. Ngưỡng nguyện mười phương chư Phật chư Đại Bồ Tát. Lòng thiền hộ pháp già lam chư vị thiện thần. Thùy từ chứng minh gia vị. Giới hương định hương giữ huệ hương giải thoát trì kiến hương quang minh văn đại kiến pháp giới. Cúng dường thập phương tam bảo tiền. Nam mô hương cúng dường vô lượng thập phương Phật. Nam mô hương cúng dường vô lượng thập phương Pháp. Nam mô hương cúng dường vô lượng nhất thiết hiền thánh tăng. Xong, chúng con cung thỉnh Hòa Thượng chứng minh hồi quy phương trường.
nhập cấu trần, tiếng nhập thì lo tạng giới ta trung vô sư bậc siêu luân thế bậc tây thế diệu cực pháp thân trần bậc nhiệm trần phàm tác tự kỳ trừ nội ngoại tràng địch đàn tràng sai gô mộc tác dương xuân kiệt huế ba nhi thành tịnh độ trở về đạo nội vô trược huệ thân và mô hiền tổng thân lương. Bồ Tát da da.
ra ra ya thân mẹ ya 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 Bye.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Việt Nam quốc ba địa vùng táo tình phú mỹ thì xa mỹ xuống phương mỹ thành phú phổ thanh nguyên tình thất kiến đa phùng Phật quyền chủ quyền kiếm thắng Phật tổ trí niệm tiền hậu công đức tiền bạc linh bảo đáp thông tăng trại tăng cùng dường thu nguyện trần thế âm linh tô nguyện cao âm siêu chương tài bảo an hậu diện kim bổn tự chủ trì thi cao thích nước hòa an tình tăng chúng thập phương thiện nam thiện nữ thường ái tốt địa ngưỡng nhất tâm vùng tình Nam Mô nhất tâm vùng tình Phật nghiệp kim liêu ngà tu phong pháp khai bảo tàng ly long vũ tăng tùng nội viện biệt tiếng định tam bảo lâm mi đàn pháp hội đồng tam mô nhất tâm phùng tình chư Phật đại thần tôn giáo pháp vô bất tận thiên nhân di đạo sư chỉ cố ngã quy Nam mô tận thập phương vô tận thế giới tăng sát độ chúng quả hiền thì lai nhất thiết Phật chứng minh nè con đường hoa thế hoa Nam mô Pháp thượng độ thắng tình Bồ Đà La năng trừ thân tâm bình bì cô ngã kiến Nam mô tận thập phương vô tận thế giới tăng giác nộ trung phá hiền vì lai nhất thiệt cố pháp nguyện thượng quang vàng đà tài khế thiên điều thừa nhận Yeah.
chư Bồ Tát Bất Trược Từ Sa Môn, năng cứu chúng sanh vô thì khổ ngã tứ. Kim tắc ngờ cũng rỡ vắng
phục vị tình bình pháp tuệ nhất đệt triêm nhi nhất nguyệt trừng thanh thế liệu cam lô bản điểm dài nhi minh dương lời lạc dục đắc tiên trần bất nhiễm tu văn đại giác năng nhân sở vì Việt Nam quốc ba rìa vùng tàu tình tân thanh huyện phú mỹ thị xa thành nguyện từ kiến đang phùng Phật thánh tôn vùng kim phát nguyện chủ tạo kim thân Bồ Tát thu nguyện thuế niệm tiên hiền công đức phổ tiện bất tánh hướng linh trai tăng cũng dường vòng chư sanh loài bổ thế tư thiền hoa nguyện trần tề âm linh cô nguyện cầu âm siêu dương thái sư kim đệ từ trụ trì tỳ kheo pháp danh quảng an đông bổn từ tăng chúng tinh thập phương thiền tín nam nữ chư nhân chúng đăng di nhận hương căn đại giác thế tôn vũ thi chiếp đồ thống niệm vô vị tri niệm pháp giới đa sanh phụ mầu cầu hiền thân tổ thân thể phụ mầu lục thân quyên thuộc lịch kiếp thân duyên tôn linh liệt vì vùng về cầu treo thanh nguyện từ ba gia ban thanh huyết ngô sang nạn thai nhi bất hành tự tài phúc trung yêu yêu minh minh bất tường à phương bất tri sự sở tánh danh nam nữ quả cổ đẳng chữ hoàn hồn thanh linh hồn hương hồn liệt vì nguyện thưa Phật pháp di siêu thắng toàn lại kinh văn nhi giải thoát từ lâm đạo trang sơ khởi diện tình khai kinh cụ hữu sở văn hoa nam bài bạch nam mô thập phương thương trụ tam bảo nhất thiết chư Phật tôn pháp hiền thánh tăng tạc đại chứng minh Nam mô Trung Thiên Giáo Chủ Điểu Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Liên Tòa Chứng Minh. Nam mô Tây Phương Giáo Chủ Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật Liên Tòa Chứng Minh Dung Phùng. Quang âm tiêm dẫn thế chi đề huệ địa tạng tư tôn tiếp xuất cố đô chi khổ minh nhương liệt thánh đông thi mận niệm chỉ tâm phục nguyện
dương chi thủy sải năng tiêu lì khiếp chi oan khiên thanh tình muốn khai bạc tế tam đô chi khôn tỳ dị trái đàn thân các pháp sự châu long phước lời minh dương ân triêm cựu hầu thiệt lại Phật ân chứng minh cần sở. Vang lên nhị thiên ngũ ban lục thập nhị niên tuệ tài kỳ hơi niên nhị nguyệt thập nhất nhật đệ tử sa môn pháp danh nhuận hải hoa nam thượng sở. Đàn lễ